Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn mút 500 Cherovit 3x3. Thì ở đây mình sẽ cần chuẩn bị những cái gì? Đầu tiên là một khối Rubik này, 48 viên 500 này, và một lọ keo. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mút luôn. Và bây giờ các bạn sẽ cần phải tháo những cái mảnh góc và cạnh ra như đây, tháo mảnh góc này, cạnh này, các bạn bỏ cái phần chân góc và chân cạnh qua một bên nhá, và bỏ riêng cạnh và góc qua một bên. Đó. Rồi, sau khi mà các bạn đã tháo xong hết thì bây giờ các bạn sẽ làm như sau: lấy một mảnh của viên góc này và nam châm, dùng một viên nam châm này nhét nó vào trong này, sau đó các bạn nhỏ keo lại, nhỏ khoảng 1 đến 2 giọt keo nhá, nhỏ nhiều quá nó lại lâu khô. Đó. Bây giờ các bạn tách nó ra, để lại một viên này. Đó. Sau đó dùng một mảnh của viên cạnh nhét cái viên nam châm ở ngoài này vào. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đổ keo lên đây, cũng nhỏ khoảng 1 đến 2 giọt thôi, đừng nhỏ nhiều quá. Rồi, sau khi mà đã nhỏ xong như thế này thì mình sẽ tách nó ra và dùng một viên góc làm chuẩn để mình mốt hết cái đống cạnh này. Đó. Tiếp tục này, cho một viên nam châm vào đây, lấy viên cạnh nhét nó vào, đổ keo. Rồi, các bạn cứ làm như thế này nhá, đến khi mà nó hết cạnh thì thôi. A few minutes later. Sau khi mà đã xong cạnh rồi thì mình sẽ làm tương tự với phần góc. Thì mình cũng sẽ dùng một viên cạnh để mình làm chuẩn này. Lấy một viên nam châm cho vào đây. Đó. Sau đó sẽ nhét vào cái phần góc này. Đổ keo lại. Rồi. Tiếp tục này. Cậy ra này. Cho một viên nam châm vào đây. Nhét vào góc này. Đổ keo vào này. Đấy, các bạn cứ làm tương tự như này. Đến khi mà xong hết phần góc thì thôi. 1 minute 37 seconds later. Vậy là mình đã mốt xong hết phần góc và phần cạnh. Và công việc bây giờ chỉ cần chờ cho keo nó khô rồi lắp lại là xong thôi. Rồi, và bây giờ mình sẽ lắp lại cho các bạn xem. Đầu tiên mình sẽ lắp cạnh trước nhá. Để góc qua một bên này. Lắp cạnh trước. Lắp cạnh thì nó cũng đơn giản thôi. Các bạn đừng có lắp ví dụ hai cái cùng màu, ví dụ như hai cái trắng xanh lá cùng màu được. Hoặc là đừng có lắp hai cái màu trắng với nhau được. Đó. Xong hết phần cạnh thì bây giờ mình sẽ lắp phần góc. Cái phần góc các bạn chú ý là lắp cho nó đúng hệ màu nhá. Nếu mà không biết thì có thể lấy một cục đã đúng hệ màu ấy để lắp, không là nó sai.
tí lắp vào nó không chơi đâu. Đây, ok, bây giờ mình đã lắp xong. Bây giờ chỉ cần lắp nó vào là xong. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn mốt xong. Và nếu mà các bạn có cái thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận ở phía bên dưới, mình sẽ trả lời. Nếu các bạn thấy hay thì để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn.